chị có đeo trên miệng hay không? Ủa anh ơi, sao là sao anh? Chị bước xuống xe, tắt máy xe đi. Đi qua phường luôn. Úc Trình Văn Tuấn, Nguyễn Hồng, đội công an phường Cộng Lạnh. Rồi, giấy tờ kiểm tra đi chị. Chị ơi, bây giờ chị có biết dịch bệnh như thế nào không? Anh ơi, em có nói với anh là đi mua đồ. Hả? Chị ngày nào chị cũng vô đi ngang em đó. Đi mua đồ chứ. Nhưng mà tao quy định là mình phải đeo khẩu trang. Rồi đó có hiểu của chị đâu. Cộng Lạnh ra hội nghị chị biết chị làm chị em người sống. Chị sống ở đâu mà ra đường không? Mình ra đường mình phải đội nó nguy hiểm, mình chạy xe mình phải đội nó nguy hiểm. Chị hỏi chạy xe nó nguy hiểm. Rồi chị lấy giấy tờ lên kiểm tra đi chị. Nó nói em chị bỏ xuống xe đi. Mình là mẹ của cháu hả? Mình phải làm gương cho cháu lại. Ủa, anh ơi, em đã nói anh cái này là bảo vệ vừa cho chị mà vừa nói với anh ở đây là bây giờ mua đồ mà đi chỗ nào cái chuyện đội nón là bảo vệ cho chị với đời cho bảo cháu bảo cho thứ em. Nhất thứ hai là cái bây giờ mình phải đeo khẩu trang vô ở đường này là đường không có cần phải đội nón bảo hiểm, nên là trong thành phố chứ không phải là ở ngoài thành. Khi chị luôn không cho đó chị suy nghĩ chị đi chơi đi luôn chứ không phải là mình đi ra những cái nơi. Dạ em hỏi này coi sao chị không đeo khẩu trang? Khẩu trang ở đây nè, nhưng mà nó cấm tại sao không đeo? Chỉ là không đeo hay là đeo vô chị cảm thấy nó khó chịu. Đúng rồi, em cảm giác em khó chịu. Nhưng mà quá, cái đó là ý thức cộng đồng, chị bảo vệ cho cộng đồng nữa chứ lỡ chị lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rồi sao? Cộng đồng nhưng mà em cảm thấy em ngợp thì anh có cảm thấy sao? Là chị đi ra đường. Chứ... Đúng, em cảm thấy em đem. Rồi rồi nó lây virus cho chị lây cho về cho lây cho cháu rồi sao? Em đúng không? Trước giờ có virus đâu. Sao chị biết không có? Nếu mà từ trước giờ có thì đã có từ lâu rồi mà đã có. Nè, chị coi nè. Không có gì đâu. Em đeo, em cảm nhận em thấy em ngợp, em đeo không có được. Còn anh đeo, anh cảm thấy anh đeo mà không ngợp, anh cứ đeo. Thôi, tôi phải nói, để cho sếp ra tù tôi biết.